cái định kiến là mẹ chồng nàng dâu. Em không biết là khi chị sống chung với mẹ chồng thì chị gặp phải những cái khó khăn gì hay không, hay là đối với chị nó là những cái tháng ngày như thế nào khi mình được sống chung với mẹ chồng của mình. Sống chung với mẹ chồng thật sự là rất là mệt mỏi. Thì khi mà sống chung nhà thì hai bà xui, má mình với mẹ chồng là không hợp nhau. Bắt đầu là chiến tranh xảy ra. Nhà lúc đó là không khí chiến tranh lắm. Đến mức mà nhiều khi mình đi làm về mình không muốn về nhà nữa. Mình biết chắc mình về nhà là mình sẽ bị má mình mét cái này, hoặc là mẹ người kia sẽ nói cái nọ. Má nhớ là lúc đó là hai vợ chồng là gây lộn nhau suốt, vì mẹ ai người đó binh. Đơn giản vậy thôi. Xong rồi đến mức đỉnh điểm thì là mình đề nghị ly dị. Có đề nghị ly dị luôn. Và hiện mai nghĩ rằng là cái cuộc sống vợ chồng á, không có cái gia đình nào mà dám nói rằng hạnh phúc và hoàn hảo trọn vẹn hết á. Hôn nhân là một cái ngôi nhà mà hai con người khác hẳn tính cách, khác hẳn cái sự giáo dục, gặp gỡ nhau, buộc phải sống chung với nhau thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều mâu thuẫn, rất là nhiều cái sự mệt mỏi chung đụng nhau. Và nếu mà mình không có một cái sự thông cảm, dung hòa, chịu đựng nhau, cái quan trọng là cái chịu đựng nhau nữa, thì sẽ chắc chắn là mình sẽ không thể giữ nổi hôn nhân.